đưa vợ đi đẻ. Thằng Đăng vẫn chưa về hả con? Mẹ, muộn rồi mẹ không đi ngủ, con ở ngoài này làm gì? Mẹ sốt ruột, sao mà thằng Đăng đi mãi chưa về? Đâu phải lần đầu tiên nó đi về muộn, mẹ cứ ngủ đi, có con đợi được rồi. Ủa, bà nội và ba vẫn chưa ngủ sao? Sao ngày nào con cũng đi về muộn thế hả? Bà lo cho con lắm có biết không? Con đi rồi con tự khắc biết về thôi, bà lo làm gì mất công. Đăng, cháu nói như thế không được, việc này làm không được thì tìm việc khác. Cháu không được buông xuôi như thế. Nhớ năm xưa, vì sao mẹ cháu đặt tên cháu là Hải Đăng? Thôi cháu biết rồi, bà kể chuyện đó cũng đến cả trăm lần rồi. Cháu biết ý nghĩa của cái tên của cháu, nhưng nó cũng đâu giúp gì được cho cháu. Đăng, không được nói thế với bà. Mẹ cứ đi ngủ đi, mai con sẽ nói với nó. Bây giờ nó đang say, có nói gì nó cũng không nghe lọt tai đâu mẹ. Uống đi. Cậu đã tìm được việc gì mới chưa? Vẫn chưa. Tớ đang chán đời lắm đây, học hành vất vả, thế mà công việc vẫn chưa ra đâu vào đâu. Nhảy hết chỗ này đến chỗ khác mà không ăn thua gì cả. Về đến nhà, nhìn thấy ba với bà nội lại càng buồn hơn. Thà họ chẳng lo cho mình còn thấy đỡ ai nấy. Nói thì thế, nhưng con cháu ở trong nhà không lo thì lo cho ai? Bà tớ còn suốt ngày nói về ý nghĩa cái tên của tớ nữa, nghe mà nẩu hết cả ruột. Đúng đấy, ai cũng muốn đặt tên thật hay cho con. Con mà giỏi giang thì không sao, chẳng may nó lại chẳng ra gì thì tên hay lại càng lố bịch ấy chứ. Như tớ đây này, tên là Nhật Minh, tên thì sáng rực rỡ, thế mà người vừa đen vừa xấu, tương lai thì tối hù, chưa biết thế nào. Tớ cũng vậy thôi, Hải Đăng. Nghĩa là dù mọi thứ có tuyệt vọng đến đâu thì mình vẫn cứ sáng, mà có thấy sáng thế nào đâu. Thôi, cứ uống đi đã. Bao nhiêu năm rồi, còn gì và được gì? Giúp tôi với. Anh gì ơi, giúp tôi với. Cô làm sao thế này? Tôi đau quá. Anh đưa tôi vào bệnh viện với. Được, để tôi giúp. Cô muốn liên lạc với ai không? Để tôi gọi giúp. Điện thoại hết pin, không nhớ số. Đi đến viện sản nhé. Đau quá. Toàn người đủ thôi. Cậu làm chồng cái kiểu gì mà mãi mê uống rượu, để vợ đau nhiều thế này mới đưa đi viện cơ chứ. Nhưng tôi đâu phải. Nói gì để vợ trấn tĩnh lại đi. Cô cố nhịn đi, đẻ rơi ở đây là không được đâu. Đẻ thì nhịn làm sao được, mau bảo vợ cậu thở đều đi. Đúng rồi, thở từ từ thôi, làm theo tôi nha. Hít vào, thở ra. Đúng rồi, cố gắng lên. Cấp cứu, có ca sinh khẩn cấp. Chúc mừng cậu, hai mẹ con đều mẹ tròn con vuông. Cậu đã có một bé trai kháu khỉnh. Cảm ơn bác sĩ. Cậu có thể vào thăm hai mẹ con rồi. Cậu đã quyết định đặt tên con là gì chưa? Dạ chưa. Để em hỏi cô ấy ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Không có gì, hai mẹ con cô bình an là tốt rồi. Chồng tôi đi làm rất xa, tôi mới chuyển về đây ở với một người họ hàng. Đúng hôm nay cô ấy có việc gấp đi vắng, thì tôi lại trở dạ sinh sớm. Đêm hôm tôi đau bụng quá mà không biết gọi ai, may mà gặp được anh. Anh tên là gì thế? Tôi tên là Hải Đăng. Cái tên thật là hay. Tôi sẽ đặt tên con trai là Hải Đăng, hy vọng con tôi sau này sẽ được như anh. Ấy đừng, tôi không được tốt đẹp như thế đâu. Thật đấy, hôm nay không có anh thì không biết giờ này mẹ con tôi đã ra sao. Anh chính là ngọn hải đăng của chúng tôi đó. Tôi không mong con phải thật thành đạt, chỉ mong rằng cuộc sống không như ý muốn thì con vẫn không từ bỏ hy vọng. Giống như trong đêm tối,
con thuyền sẽ an toàn cập bến nhờ có ngọn hải đăng soi sáng chỉ đường. Ba mẹ của anh chắc là cũng mong như thế, nên mới đặt cho anh cái tên đó nhỉ? Chuyện gì thế này? Con mời bà nội và ba ăn sáng. Con ăn mặc như thế này định đi đâu? Dạ, con đi phỏng vấn. Liệu lần này có ổn không cháu? Không ổn thì con lại tìm nơi khác, có bà nội và ba luôn ủng hộ, cháu còn lo gì nữa? Hôm nay cháu cứ như người khác ấy nhỉ? Cháu vẫn là hải đăng yêu quý của bà mà. Thôi cháu đi nhé. Tấm lòng của em. Hai con ăn tiếp đi nha. Xong rồi để đó mẹ dọn. Bây giờ mẹ phải đi sang nhà bác Lâm có việc. Mẹ ơi, ngày mai sinh nhật bạn con. Lát nữa mẹ cho con ít tiền để con đi mua quà cho bạn con nha. Tiền mẹ để trên bàn nha Lan. Mà lát nữa hai chị em đi cùng nhau cho vui. Vâng, con cảm ơn mẹ. Lúc nãy chị mới xem một bộ phim hay lắm nha. Khiếp, hồi hộp cực kỳ luôn. Như thế nào ạ? Có đoạn đứa bé 13 tuổi, bằng tuổi của chị, nó bị bắt cóc khi một mình đi vào siêu thị đó. Em nhớ đấy, lớn như chị mà còn có thể bị bắt cóc. Em bé thế đi đâu cũng phải có người lớn đi cùng nghe chưa? Vâng, em biết rồi. Chỉ là phim thôi mà, chị cứ làm như em còn bé lắm ấy. Leo leo. Thôi ăn nhanh lên đi. Chị quên mang chìa khóa xe, mà ở đây lại không có bảo vệ trông. Thôi, em chịu khó ở đây trong xe nha. Vâng, nhưng chị phải nhanh lên nhé. Chào con à, muộn thế này cửa hàng người ta sắp đóng cửa. Gần 10 giờ đêm rồi còn gì. Có đoạn đứa bé 13 tuổi, bằng tuổi của chị, nó bị bắt cóc khi một mình đi vào siêu thị đó. Chị nghe điện thoại của bạn một lát. Mà sao em không ở ngoài trong xe vào đây làm gì? Trời ơi, mất xe thì sao? Ra đi nhanh lên. Trời ơi, chị đã bảo chờ ở đây mà, sao em lại vào làm gì? Bây giờ mất xe rồi đó. Xin lỗi, tại em sợ. Sợ cái gì chứ? Em đừng có mà nói lý do lý trấu. Ở đây đèn đường sáng choang thế này mà. Em đúng là hồ đồ. Bây giờ chị biết nói sao với mẹ đây. Chị Lan, chị đừng giận em, đợi em với. Tránh xa chị ra, chị ghét em, ghét em. Em luôn làm chị mệt mỏi, phiền toái. Sao em lại là em của chị kia chứ? An à, nghe mẹ nói nè con. Con xin lỗi mẹ. Thật sự mẹ đã rất buồn vì sự bất cẩn của hai chị em con. Nhưng nếu như cứ buồn bã mãi cũng chẳng có ích gì. Mẹ chỉ mong sau lần này hai chị em sẽ cẩn thận hơn, được không con? Mẹ không phạt con sao? Thật ra lúc đó con sợ chị bị bắt cóc, nên con chạy vào cửa hàng mà quên mất là còn có chiếc xe. Sao cơ? Bị bắt cóc là sao con? Vâng, lúc tối chị kể cho con nghe câu chuyện về đứa trẻ bị bắt cóc trong siêu thị mẹ ơi. Lúc đó vắng người mà mãi con không thấy chị ra, nên con sợ chị cũng bị bắt cóc như thế. Vì con mà mất cái xe đó, con xin lỗi. Thì ra là thế. Không đâu con à, con của mẹ ngoan lắm. Con biết quan tâm chị như vậy mẹ rất vui lòng. An à, chị xin lỗi. Nếu chị không làm cho em cảm thấy lo lắng như vậy thì điều tồi tệ sẽ không xảy ra. Chị xin lỗi. Chị,
không ghét em chứ. Chị chưa bao giờ ghét em cả. Chị vẫn muốn em là em của chị chứ. Đương nhiên, chị là người chị may mắn nhất trên đời vì có em là em trai của chị. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.